mâu chúng. Đấy, hôm nay HT chúng tôi sẽ làm một chiếc xe đạp phiên bản gọi là phải gọi độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Tôi sẽ gắn cái động cơ 2 thì này, các bạn biết cái động cơ này là động cơ gì không? Cơ 2 thì. Cơ máy cưa nha anh em. Đấy, mình sẽ độ lên con xe đạp này. Rồi, ta sẽ tiến hành ngay bây giờ để xem được kết quả chúng ta thực hiện được sẽ như thế nào. Mày ta đừng chưa cắt luôn. Mày ở đây rồi. Không, các bạn là cái cấu nó sẽ như thế này nhá. Ngày anh em tôi đã nghiên cứu ghép được cái máy này lên. Phải nói là siêu chất rồi, dựng lên em. Review cái hai dàn máy được lên. Đứng lên chuyển bình, đây là còn chuyển nước cái nó. Động cơ chạy bằng nước. Đấy này đó. Anh em thấy thế nào? Một con máy, một con xe là độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Được không? Nhắm ba xe của TNT ăn thua mẹ gì? Cái này ta làm đầy. Gì vậy? Mẹ bô nè. À nào. Cái gì vậy đấy? Động cơ phải nói là siêu chất, cái xe còn bẩn xấu một tí mà. Anh em có thấy cái xe của chúng tôi như thế nào? Phải nói là chất hơn nước cất luôn. Mỗi tội cái lốp nó hơi lủng. Hả? Tất nước cho bố. Trời ơi, thằng tí giỏi gớm không? Ôi, đây. Đây, đưa đây rót nào. Trời ơi, tí thấy bố mệt rồi, rót nước bố uống hả? Hết trước rồi. Ôi chứ không phải đó cho bố uống hả? Đấy các bạn thấy bình xăng phải nói là siêu chất luôn nha anh em. Thắng đĩa. Đây đây là ga. Đây là dây ga anh em ạ. En. Đồ hấp dẫn. Đấy. Wow. Ngon. Rồi anh em, sau đây chúng tôi sẽ đi vá lốp xe và sẽ review cho anh em thấy cái động cơ siêu chất này của có 102 này của anh em chúng tôi. Yeah. Anh em tôi sẽ thử review con siêu xe này con.
khói bốc thôi. Có khói bốc khói rồi anh ạ. Thì các bạn mới test thử lần đầu thì nóng. Thì do lốp nó bị lúng rồi. Lốp nó đã bị lúng nên chạy yếu lắm. Đấy, nóng này lắm. Để rớt mất đông rồi. Hiện tại là do tại chưa thử nghiệm nên cơ bản là thấy nó chưa được ưng ý. Rồi, tạm thời là như vậy. Và sau đây sẽ dắt đi vào lốp. Sẽ chưa hoàn thiện nha anh em. Và sau đi vào lốp là chúng tôi sẽ test thử vài vòng cơ bản xem như thế nào. Đấy. Tạm dừng.